Nhà Đất, chợ Củ Chi. Kính chào bà con, cô bác, anh chị gần xa. Thì hôm nay là mình có mặt ở ấp 3, thuộc về là xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình sẽ mời tất cả cô chú anh chị để nhấn chút thời gian để theo dõi màn hình. Mình sẽ quay cụ thể tổng quan ở khu vực này, đường đi lối bước, để bà con chị mình xem coi như thế nào ra sao á. Thì hôm nay chuẩn bị là mình giới thiệu anh chị là một cái mảnh đất giá cực kỳ rẻ, siêu rẻ nha bà con chị. Cái lô này á, là ngang 5, dài là 39m9 ha. Đất ở là 149m, còn lại thì đất trồng cây lâu năm ha. Thì đầu clip mình cũng xin thông báo giá bán, không để bà con chị mình chờ đợi nghe cái giá tiền ha, để mất thời gian. Anh chủ ở Sì Phố gửi bán 1.260.000.000, đã còn thương lượng. Nếu như anh chị nghe cái giá phù hợp thì xem hết clip này. Thì mình cũng rất xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. Thì mình mới lập cái kênh Nhà Đất Chợ Củ Chi giá rẻ, anh chị xem nhớ ủng hộ mình cái nhấn cái chuông và đăng ký kênh để cập nhật theo dõi những clip mới. Mình sẽ đăng được clip nào thì anh chị mình nhận được cái thông báo mới ha, hoặc là anh chị chia sẻ video bạn bè người thân để cùng tham khảo nha. Và trước màn ảnh bà con anh chị, đây cái hướng này nè là tuyến đường bờ kinh bờ kè ha. Bờ kinh bờ kè sau này là sẽ nâng cấp đường bê tông hết nha anh chị. Thì mình cũng xin giới thiệu anh chị là một cái lô đất bên tay trái sẽ đổ tay mặt là 5m, hậu dài 39m9 ha. Đầu đích bằng nhau, diện tích là đúng 200m2, pháp lý sổ hồng riêng. Đất ở là 149m. Trong đất hiện trạng đã có mấy cây đu đủ nè, trồng xả nè, mít trên chạy. Đây, mình sẽ quay toàn cảnh khu vực này để anh chị khảo sát về khu vực này nha. Đây nhà hàng xóm nè, đất sạch nha anh chị, đất so bằng mặt tiền đường. Thì cái mảnh này đường thông hai hướng, và một hướng sẽ thông ra ở đường số 9 và thông ra ở đường tỉnh lộ 2, và một hướng sẽ thông ra ở đường Càng Quan Chậm, Sài Gòn Cáp, thông lên Vượt Kèo, ngõ ba chợ Vượt Kèo. Thì ngay vị trí bất động sản cách tuyến đường tỉnh lộ 2 là khoảng 200m, và cách tuyến đường Càng Quan Chậm là 400m, và cách ủy ban nhân dân xã Phước Vĩnh An là 3 cây đổ lại. Cách thị trấn Củ Chi, cụm Tây Bắc Củ Chi là 6 cây nhanh chạy, và cách cổng chào Tây Ninh tầm là 19 cây. Ngay vị trí bất động sản, anh chị về tới thành phố Hồ Chí Minh mất tầm là 16 cây ha. Và ngay vị trí bất động sản cách tuyến đường tỉnh lộ 15 giao nhau ngõ tư Tân Quy. Thì cái ngõ tư Tân Quy đó là đường đi tách thành tạch nha bà con chạy, là đi các kiểu quận khác ha. Đây. Thì cái khu vực này á, mình nói là đã không có mồ có mã, điện nước đầy đủ, hệ thống nước sạch cũng có và nước giếng cũng có nha. Nước sạch là đi đường ống âm dưới đất anh chị. Thì cái lô đất này á, là ở mặt tiền, sau này nâng cấp đường nè, hướng này là thông ra số đường 99 và thông ra tuyến đường tỉnh lộ 2 và đường số 5 ha. Đây, cái hướng này anh chị mình chạy ra đường Càng Quan Chậm đồ luôn nha, thông lên Vượt Kèo nha bà con anh chị. Và trước màn ảnh bà con anh chị, đây là nhà hàng xóm ha. Bỏ một cái mảnh đất tiếp một lô tới nhà hàng xóm nha anh chị. Đất ranh rắp rõ ràng, ranh trụ xi măng, đất so cao mặt tiền đường, nhỉnh hơn nha anh chị. Thì thường lệ
từ ngày mình nói mình quay 1 lẻ, anh chị phải đi đến xem cụ thể coi như thế nào ra sao ha. Cái thứ nhất là tài chính, thứ hai đường đi lối bước, thứ ba là phù hợp xã nào nha anh chị. Thời điểm này, thời buổi này, nhà đất quay đầy ha. Đây, ở đây làm là chỉ rõ đường đi, công khai giá bán, không có giấu giếm bà con anh chị gì đây nha. Chủ gửi nhiêu là mình báo giá tiền nhiêu nha. Cò Củ Chi này là không có kê toán gì đây nha bà con anh chị. Nếu chị nào để biết thêm chi tiết lô đất này, hoặc là anh chị kết Zalo hoặc là liên hệ, mình sẽ tư vấn cặn kẽ cụ thể hơn. Đây. Và hướng này anh chị mình di chuyển ra tuyến đường số 9 nè, thông ra đường tỉnh lộ 2 đường nha. Đường này hiện trạng anh chị nhìn cỏ rác mọc tùm hai bên đường, thật sự đường này á là tầm 5 mét đổ lại nha. Đường này xe 5 chỗ 7 chỗ, xe đổ đất 5 khối di chuyển là thoải mái vi vu nhanh chạy. Đường thông hai hướng ha. Quay toàn cảnh lại mặt tiền cái lô đất này để anh chị khảo sát. Và hướng này chị di chuyển ra đường Trần Quang Trẩm, đường tỉnh lộ 2 ngõ 4 Sài Gòn Cáp đồ ha, lên chợ Vượt Kèo. Đây dân cư nè, nhà hàng xóm bên kia bên tay trái là có một cái công ty nha anh chị. Thì mình xin nhắc lại về cái lô đất này, bên tay mặt sẽ đổ tay trái là 5m, hậu dài 39m phải chính, đầu đất bằng nhau, pháp lý sổ hồng riêng, diện tích 200m2, đất ở 149m, còn lại đất trồng cây lâu năm. Thì em cũng xin thông báo lại giá bán 1.260.000.000 Sài Gòn Thương Lượng. Anh chị có nhu cầu ngã ý về lô đất này thì liên hệ hoặc là kết Zalo, mình sẽ gửi sổ sách tư vấn cặn kẽ cụ thể hơn ha. Ở đây làm là quay là thông tin chính xác rõ ràng anh chị, không có quay mà câu like câu view gì đây. Đây quay không phải như là Bình Chánh hay chỉ Long An, Đức Hòa, Đức Hòa nha. Đây trước ngay cái mảnh đất có hệ thống là đèn chiếu sáng công cộng anh chị. Thì đến đây mình tạm dừng cái đoạn video này. Xin chào và hẹn gặp lại bà con anh chị đã quan tâm theo dõi những clip tiếp theo.